Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 5 tháng 8. Xử lý hơn 54.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng đầu năm. Đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tại Quảng Nam. Tây Ban Nha công bố các biện pháp khẩn cấp về tiết kiệm năng lượng. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm bằng nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2022. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm nay, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các bộ ngành địa phương và các lực lượng chức năng chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm, kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Kết hợp vừa kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cả nước đã phát hiện xử lý hơn 54.000 vụ việc vi phạm, giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm 2021, thu nộp ngân sách nhà nước 3.728 tỷ đồng. Công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 389 các bộ ngành thành viên, các địa phương, đặc biệt là những cơ quan chuyên trách như là Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, v.v. được triển khai thường xuyên và nhiều vụ việc, vụ án, chuyên án lớn về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương tập trung làm rõ những vấn đề tồn tại khó khăn vướng mắc kéo dài, những đối tượng, hình thức vi phạm mới phát sinh trong giai đoạn hiện nay, đồng thời có những đề xuất kiến nghị để thực hiện hiệu quả hơn công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng còn lại của năm 2022. Chiều nay, Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tỉnh Quảng Nam tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm thời gian qua. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo đồng chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có 7 dự án trọng điểm do Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, đó là các dự án đường Võ Chí Công, nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà giai đoạn 2, đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Thaco Chu Lai, xã Tam Anh Nam, núi Thành, phát triển môi trường hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, nạo vét thoát lũ khẩn cấp và chống ngập mặn sông Cổ Cò, Hội An, quốc lộ 40B đoạn đường từ tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước, đường nối từ đường cứu hộ cứu nạn đến quốc lộ 1 tại ngã ba Cây Cốc, Thăng Bình. Hiện nay dự án đường Võ Chí Công đã cơ bản hoàn thành, bàn giao 100% phần tuyến, còn một hộ dân thuộc phạm vi thi công nạo vét sông A Tân, đoạn qua xã Tam Giang chưa bàn giao mặt bằng. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường, trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị cần tháo gỡ vướng mắc, tập trung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án nạo vét thoát lũ khẩn cấp và chống ngập mặn sông Cổ Cò, Hội An và dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Thaco Chu Lai, xã Tam Anh Nam, núi Thành. Tại cuộc họp, tổ chức việc đề nghị Ban Chỉ đạo bổ sung hai dự án gồm cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, núi Thành và liên kết vùng miền Trung vào danh mục dự án trọng điểm để theo dõi chỉ đạo. Sáng qua, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Quảng Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung. Báo cáo tại hội nghị cho biết công tác lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong 6 tháng qua đã được các cấp ủy đảng quan tâm chú trọng. Toàn tỉnh có 100% cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức. Các cơ quan đơn vị quan tâm chú trọng đến việc nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Thực hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tệ nạn quan liêu, cửa quyền gây phiền hà cho nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của từng cơ quan đơn vị.
Hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám đốc Đầu tư của cộng đồng đã phát huy được chức năng nhiệm vụ thanh tra và giám sát ở cơ sở. Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như một số cấp ủy cơ quan người đứng đầu chưa gương mẫu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dẫn đến tình trạng phát sinh đơn thư, thiếu đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Một bộ phận cán bộ công chức viên chức chưa tận tụy, tâm huyết với công việc được giao. Hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền khi chỉ đạo giải quyết những vấn đề bất cập trong thực tiễn, công tác kiểm tra, giám sát còn mang tính hình thức, v.v. Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam do UNICEF tài trợ được khởi động vào đầu năm nay tại 8 tỉnh, trong đó có tỉnh Quảng Nam. Sáng qua tại đô thị cổ Hội An, hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai dự án đã diễn ra với nhiều đánh giá khả quan về hiệu quả cũng như tác động của dự án đến đời sống người khuyết tật. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn tham dự hội nghị. Hướng đến nâng cao chất lượng sống của nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật tại 8 tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh. Sáu tháng qua, 4 nội dung chính của dự án gồm mở rộng các dịch vụ hỗ trợ y tế, phục hồi chức năng, cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của người khuyết tật, mở rộng dịch vụ xã hội, tăng cường hỗ trợ hòa nhập xã hội và triển khai hỗ trợ trực tiếp giúp tăng cường chất lượng sống của người khuyết tật, cải thiện chính sách thái độ công chúng, giảm thiểu các rào cản đảm bảo hòa nhập xã hội của người khuyết tật, tăng cường năng lực quản lý thực hiện. Cùng các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật đã được các địa phương triển khai hiệu quả, hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống người khuyết tật tại các địa phương bị phun rải chất độc da cam. Theo thống kê của dự án, chỉ tính riêng 8 tỉnh nằm trong dự án đã có hơn 66.400 nạn nhân người khuyết tật có nhu cầu chăm sóc đặc biệt, trên 76.700 người có vấn đề dấu hiệu tâm trí, gần 6.000 người có nhu cầu tham gia các hoạt động kinh tế, đào tạo nghề, việc làm. Sự hỗ trợ của dự án có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp các nạn nhân chất độc da cam được chăm sóc thường xuyên và thụ hưởng các dịch vụ phục hồi chức năng phù hợp để có thể cải thiện chất lượng cuộc sống và hòa nhập xã hội. Nhằm nắm tình hình giải quyết một số kiến nghị của Trung tâm Nuôi dưỡng Điều dưỡng Người có Công, chiều qua Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Trung tâm. Trung tâm Nuôi dưỡng Điều dưỡng Người có Công tỉnh Quảng Nam hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng thường xuyên 55 người có công của tỉnh. Người lớn tuổi nhất tại Trung tâm hiện đã 97 tuổi, người ít tuổi nhất hiện cũng đã 67 tuổi. Hàng năm, trung tâm còn tổ chức đón chăm sóc điều dưỡng cho gần 20 đoàn điều dưỡng với khoảng 1.800 lượt người có công trong cả nước về nghỉ dưỡng điều trị phục hồi sức khỏe tại đây. Để có thể đáp ứng yêu cầu điều dưỡng của trung tâm và tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, điều dưỡng cho đối tượng chính sách, Trung tâm Nuôi dưỡng Điều dưỡng Người có Công đã đề xuất kiến nghị 10 nội dung nhằm nâng cao mức sống cho người có công đang được nuôi dưỡng tại trung tâm, đồng thời thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà nước. Trong đó có việc nâng mức trợ cấp, điều chỉnh một số quy định để đảm bảo các đối tượng người có công khó khăn, neo đơn đều được chăm sóc chu đáo, đầu tư nâng cấp sửa chữa một số hạng mục xây dựng cơ bản để tiếp tục phục vụ tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, v.v. Chia sẻ công việc có tính đặc thù khó khăn của trung tâm, Phó Chủ tịch Trần Anh Tuấn mong muốn đội ngũ cán bộ công chức và người lao động của trung tâm tiếp tục cố gắng hơn nữa, vượt khó để phát huy và tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng, tiếp tục đổi mới công tác điều dưỡng luân phiên, thường xuyên kiểm tra cơ sở hạ tầng để có kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng kịp thời, đảm bảo yêu cầu tốt nhất cho hoạt động của trung tâm. Đồng chí Trần Anh Tuấn cũng chỉ đạo cụ thể đối với những đề xuất kiến nghị của trung tâm, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để trung tâm tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công theo đúng tinh thần tri ân của Đảng và Nhà nước. Qua hơn 3 ngày diễn ra sôi nổi tích cực, sáng qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã bế mạc hội thi thiết bị đào tạo tự làm Quảng Nam lần thứ 6 năm 2022. Nhìn chung, các thiết bị năm nay có chất lượng cao, đồng đều. Các tác giả, nhóm tác giả có sự quan tâm đầu tư trí tuệ trong việc sáng chế, cải tiến thiết bị đào tạo, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí của cuộc thi. Tham dự hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Nam lần thứ 6 có 7 đơn vị với tổng cộng 16 thiết bị dự thi. Kết quả cuộc thi có 2 thiết bị đạt giải nhất là mô hình đào tạo tự động hóa trạm biến áp theo tiêu chuẩn 61850 của nhóm tác giả Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung và thiết bị sản xuất lông đèn tự động của nhóm tác giả Trường Cao đẳng Thaco. 2 thiết bị đạt giải nhì, 5 thiết bị đạt giải ba và 7 thiết bị đạt giải khuyến khích. Căn cứ kết quả đánh giá thiết bị tại hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Nam lần thứ 6 năm 2022,
ban tổ chức và hội đồng giám khảo hội thi đã thống nhất chọn 7 thiết bị tiêu biểu để tham gia hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ 7 năm 2022. Hội thi lần này là dịp để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, giảng dạy nói chung và công tác nghiên cứu tự làm thiết bị đào tạo nói riêng. Sáng qua, Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện, ngày 4 tháng 8 năm 1945, ngày 4 tháng 8 năm 2022. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng vũ trang huyện Duy Xuyên đã được tặng thưởng 4 huân chương chiến công hạng nhất, 2 huân chương chiến công hạng nhì, 11 huân chương chiến công hạng ba, 28 huân chương chiến công các xã, 234 huân chương chiến công cho các cá nhân và nhiều giấy khen các loại. Cạnh đó, một đại đội được phong tặng anh hùng, một đại đội thành đồng quyết thắng, 8 xã đánh giỏi đánh hăng. Đặc biệt, ngày 6 tháng 11 năm 1978, lực lượng vũ trang nhân dân huyện Duy Xuyên hai lần vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1978 và 1990. Có 13 trên 14 xã thị trấn được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 26 cá nhân được tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Toàn huyện Duy Xuyên hiện có 2.098 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tại buổi họp mặt, các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện cùng nhau chia sẻ tâm tư, tình cảm và quyết tâm cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Duy Xuyên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Đức sáng qua tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, thời tiết trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, mùa mưa bắt đầu sớm và kết thúc muộn. Mực nước trung bình các tháng mùa khô trên các sông thấp hơn trung bình nhiều năm. Bão lũ, hạn hán, cháy rừng đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản với tổng trị giá lên trên 25 tỷ đồng. Công tác phòng chống thiên tai được huyện kịp thời chủ động, củng cố kiện toàn ban chấp hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Công tác thông tin tuyên truyền được chủ động thông qua nhiều hình thức, đã góp phần nâng cao nhận thức, kịp thời cung cấp thông tin cho người dân. Huyện phối hợp tổ chức diễn tập ở hai địa phương Hiệp Hòa và Thăng Phước, giúp chính quyền các địa phương và người dân chủ động trong công tác phòng chống bão lụt, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống thiên tai. Các hồ chứa vận hành điều tiết hồ chứa đảm bảo theo quy trình. Các hộ dân sinh sống tại các vùng có nguy cơ sạt lở được di dời đến nơi an toàn. Sau thiên tai, kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất cho người dân, hỗ trợ trên 4,7 tỷ đồng cho người dân bị thiệt hại. Sáng cùng ngày, Vườn Quốc gia Sông Thanh tổ chức hội thảo hiện trạng và giải pháp bảo tồn loài măng lớn ở Việt Nam. Tham dự có các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quốc tế tại Việt Nam như là WWF, IUCN, WCF, các vườn quốc gia khu bảo tồn lớn trong cả nước. Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu lên tính cấp thiết của việc bảo tồn loài măng lớn, hiện trạng phân bổ loài măng lớn tại Việt Nam, các nguy cơ săn bắn đối với các loài măng lớn, vấn nạn buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm thực hành bảo tồn sao la và các đề xuất giải pháp bảo tồn măng lớn đối với các tổ chức có liên quan, định hướng và thống nhất phương hướng hành động giữa các đơn vị, hợp tác đồng bộ và thống nhất giữa các đơn vị trong mạng lưới để từ đó đề xuất kế hoạch chiến lược phù hợp để bảo tồn loài măng lớn ở Việt Nam, hướng tới hình thành mạng lưới liên kết bảo tồn loài măng lớn tại Việt Nam để có thể thúc đẩy và thống nhất các giải pháp bảo tồn loài măng lớn tại các khu rừng đặc dụng thuộc dãy Trường Sơn Việt Nam. Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn một loài thú quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao, đồng thời cũng khẳng định vai trò trách nhiệm của những tổ chức bảo vệ động vật hoang dã trên thế giới, Việt Nam và các vườn quốc gia, khu bảo tồn trong chung tay bảo vệ một loài thú quý hiếm đặc hữu ở khu vực Trung Trường Sơn. Hôm qua, Hải đoàn 21 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phối hợp với huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền về lực lượng cảnh sát biển, tình hình biển đảo thời gian gần đây đến cán bộ đảng viên chủ chốt trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, sau khi xem phim tuyên truyền tình hình Biển Đông thời gian gần đây và quan điểm đối sách của Đảng Nhà nước ta về giải quyết tranh chấp biển đảo, một số thông tin về lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và những tiềm lực quân sự quốc phòng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Báo cáo viên Hải đoàn 21 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã cung cấp những thông tin mới về tình hình biển đảo, các văn bản pháp luật về biển đảo, về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đến cán bộ đảng viên, giúp cán bộ đảng viên huyện nhận thức sâu sắc hơn về tình hình Biển Đông và quan điểm đối sách của Đảng Nhà nước ta về giải quyết vấn đề biển đảo. Dịp này, Hải đoàn 21 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 tặng 30 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng đến các gia đình chính sách khó khăn, gia đình tôn giáo trên địa bàn huyện Nông Sơn.
Thưa quý vị, được tổ chức 5 năm một lần, Hội nghị môi trường toàn quốc đã được tổ chức sáng qua tại Hà Nội. Chủ đề của Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ 5 là hài hòa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nhận diện thẳng thắn những thách thức khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường thời gian qua như là tốc độ ô nhiễm suy thoái môi trường, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, mặc dù đã được kiểm soát, song vẫn diễn biến phức tạp. Một số nơi khu vực vẫn ở mức đáng báo động, hạ tầng cho công tác bảo vệ môi trường, mặc dù đã được đầu tư, song vẫn còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, khối lượng chất thải rắn, rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng lớn. Từ đó, hội nghị đã đặt ra những quan điểm định hướng với công tác bảo vệ môi trường thời gian tới. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu vừa là nhiệm vụ cần được đặt ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng quy luật tự nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 5 năm tới. Trong đó, mục tiêu hàng đầu là nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường. Giải pháp chuyển đổi thành công cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng từ nâu sang xanh, các giải pháp để giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, các lưu vực sông chính, thúc đẩy phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng các đại biểu dự hội nghị đã tham quan triển lãm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định số 930 phê duyệt đề án Ngày Tôn Vinh Tiếng Việt trong Cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030. Theo đó, Ngày Tôn Vinh Tiếng Việt ngày 8 tháng 9 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về tiếng Việt, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị và đánh giá nhu cầu sử dụng tiếng Việt. Trong đó có một số hoạt động đáng chú ý như định kỳ tổ chức cuộc thi tìm kiếm và phong tặng danh hiệu Đại sứ Tiếng Việt ở nước ngoài, tổ chức chương trình tri ân các cá nhân đóng góp tích cực lan tỏa tiếng Việt. Thưa quý vị, xuất phát từ tình yêu với Hà Nội, mong muốn du khách quốc tế khi đến đây không chỉ hiểu mà còn có thể lưu lại những ấn tượng sâu sắc về văn hóa con người thủ đô. Hơn 10 năm nay, các bạn sinh viên của nhóm Hà Nội Kids, những người con của Hà Nội, đã tình nguyện làm sứ giả văn hóa, kể những câu chuyện của vùng đất ngàn năm cho bạn bè quốc tế. Và với lối nói chuyện thân thiện qua góc nhìn của tuổi trẻ, thủ đô Văn Hiến đã đến với du khách một cách chân thực, gần gũi, nhưng cũng rất tươi trẻ, năng động và tràn đầy sức sống. Hồ Gươm được xem là một biểu tượng văn hóa có lịch sử lâu đời đáng tự hào của Việt Nam, gắn liền với nhiều câu chuyện lịch sử. Hồ Gươm trước kia mang tên là Hồ Lục Thủy, Tả Vọng, Hữu Vọng, Thủy Quân. Cho đến thế kỷ thứ 15, hồ chính thức được mang tên gọi là Hoàng Kiếm, gắn với truyền thống, truyền thuyết thả gươm báu cho rùa vàng của vua Lê Lợi. Hồ Gươm còn nổi tiếng với chiếc cầu thê hút cong cong như một chú tôm và tháp bút, đài nghiêng, chính là biểu tượng của người học sĩ. Đây là ấn tượng mà bà Eva Lacka có được sau buổi giới thiệu của hai thành viên nhóm Hà Nội Kids là bạn Nguyễn Hà Tân và Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. Chỉ trong vòng 3 tiếng của buổi sáng cuối tuần, hai bạn trẻ này đã mang đến hình ảnh một Hà Nội, dù cổ kính nhưng lại rất gần gũi, tươi trẻ và thân thiện. Một người bạn của Paula đã được các bạn của Hà Nội Kids dẫn tour và có phản hồi rất tốt. Vì vậy, lần này tới Việt Nam chúng tôi quyết định nhờ các bạn ấy. Qua lời giới thiệu của các bạn, tham gia câu lạc bộ không chỉ là để có cơ hội làm quen với những người bạn mới, để có cơ hội thực hành tiếng Anh, mà những thành viên của Hà Nội Kids còn luôn ý thức rằng mình không chỉ là đại diện của một nhóm cá nhân mà là một đại sứ nhỏ của Hà Nội, là cầu nối đưa văn hóa, lịch sử vẻ đẹp của Việt Nam đến với thế giới một cách gần gũi nhất. Bọn em không gọi là một hướng dẫn viên du lịch, mà bọn em là một người bạn đồng hành du lịch, một travel mate. Vì vậy, bọn em đi tour với một cái tinh thần là bọn em cùng nhau học hỏi. 10 năm hoạt động với gần 14.000 tour, tên tuổi Hà Nội Kids đã vươn ra thế giới khi được chọn dẫn tour cho nhiều chính khách nổi tiếng hay từng được CNN, Telegraph đề cập là một trong những điều không thể bỏ qua khi du lịch Hà Nội. Thưa quý vị, trong những ngày này, rất nhiều hoạt động thiết thực của lãnh đạo tỉnh, các địa phương hướng đến kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, ngày 7 tháng 8 năm 1912, ngày 7 tháng 8 năm 2022.
Tại khu di tích khu ủy khu 5 xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, đây là nơi làm việc và lưu giữ những hiện vật của đồng chí Võ Chí Công trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiều hoạt động có ý nghĩa cũng đã diễn ra tại đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau. Gần 100 đoàn viên thanh niên tỉnh đoàn Quảng Nam đã về nguồn tham quan nhà làm việc của đồng chí Võ Chí Công, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, mẫu mực, người con ưu tú của quê hương xứ Quảng. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Võ Chí Công gắn liền với sự nghiệp cách mạng, những sự kiện lịch sử quan trọng, những chiến công vĩ đại của đất nước ta. Nhiều bạn trẻ đã rất xúc động viết lên những cảm xúc khi được lắng nghe, được nhìn lại những di vật mà người Cộng sản kiên trung đã để lại. Có thể nói là giáo dục cho thế hệ trẻ của toàn tỉnh này, đạo lý uống nước nhớ nguồn về với các địa chỉ đỏ trên địa bàn toàn tỉnh. Và trong cái hoạt động lần này thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn sẽ hội quân của tuổi trẻ toàn tỉnh tại khu ủy khu 5 nhằm có thể là chia sẻ và trên cơ sở đó giáo dục về cho thế hệ trẻ về 40 địa chỉ đỏ trên địa bàn toàn tỉnh để cho thế hệ trẻ có thể là giáo dục qua đó là thực hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Trà My tổ chức nhiều đợt thông tin, tuyên truyền, ghi nhớ, tôn vinh những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng. Qua đó, cán bộ, đồng bào các dân tộc vùng cao Bắc Trà My đã ra sức thi đua lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thời gian tới thì sẽ phát huy tối đa về cái tiềm lực hiện có trên địa bàn huyện Bắc Trà My. Đối với không phải riêng khu di tích nước Oa này mà có điểm du tích khác nữa là tạo điều kiện cho cán bộ công chức viên chức, đặc biệt là những người bà con đồng bào dân tộc thiểu số về với khu di tích này để ôn lại truyền thống và giáo dục lòng yêu nước và góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội trên địa phương. Về nguồn, về lại ngôi nhà làm việc một thời đạn bom, khói lửa của đồng chí Võ Chí Công, vẫn còn đó những kỷ vật đơn sơ của người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Căn hầm trú ẩn năm xưa dẫu đã rêu phong và rất độ yên bình. Mỗi người con xứ Quảng hôm nay luôn tự hào tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, học tập và làm theo tấm gương người cán bộ lãnh đạo cách mạng kiên trung, xuất sắc của quê hương, đất nước, đồng chí Võ Chí Công. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, chính phủ nhiều nước tiếp tục đưa ra các khuyến nghị mới về bệnh đậu mùa khỉ nhằm nhanh chóng chặn đứng đợt bùng phát dịch bệnh hiện nay và nâng cao nhận thức của người dân về căn bệnh này. Sau khi phát hiện trường hợp thứ 3 mắc bệnh đậu mùa khỉ, nhà chức trách Thái Lan đã khuyến nghị những người nghi ngờ mắc bệnh nên đi kiểm tra y tế trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, chính phủ nước này cũng đã đặt mua vaccine với thời gian dự kiến nhận được hàng ngay trong tháng này. Trong khi đó, bang New Delhi của Ấn Độ vừa công bố kế hoạch thiết lập 70 phòng cách ly tại 6 bệnh viện, gồm 3 bệnh viện công và 3 bệnh viện tư, để ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ lây lan. Cho đến nay, Ấn Độ đã phát hiện 8 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 1 trường hợp đã tử vong. Tại Mỹ, Viện Y tế Công cộng của nước này vừa đưa ra cảnh báo về những triệu chứng không điển hình của bệnh đậu mùa khỉ. Theo đó, người mắc bệnh đậu mùa khỉ ngoài các triệu chứng điển hình như sốt, đau đầu và đau cơ, thì còn có thể có các triệu chứng không điển hình như tổn thương da, đau và chảy máu hậu môn hoặc không có triệu chứng nào cả. Bị cho rằng việc cấp bách lúc này là người bệnh còn được chẩn đoán càng nhanh càng tốt và được cách ly nghiêm ngặt trong 21 ngày. Chính phủ Tây Ban Nha vừa công bố một loạt biện pháp khẩn cấp buộc các doanh nghiệp, nhà hàng, bảo tàng và phương tiện giao thông công cộng ở nước này phải tuân thủ yêu cầu nghiêm ngặt về sử dụng điều hòa nhiệt độ để tiết kiệm năng lượng. Theo quy định mới, nhiệt độ điều hòa chỉ được để tối thiểu ở mức 27 độ C trong mùa hè và tối đa là 19 độ C trong mùa đông. Ngoài ra, các tòa nhà công cộng phải tắt đèn khi không sử dụng và chú ý đóng cả cửa sổ lẫn cửa ra vào để không gây thoát nhiệt. Bên cạnh đó, các chủ sử dụng lao động được khuyến khích cho nhân viên tăng cường làm việc từ xa để tiết kiệm nhiên liệu. Quy định mới sẽ có hiệu lực một tuần sau khi được thông báo chính thức và kéo dài đến tháng 11 năm sau. Đây là biện pháp bắt buộc đối với Tây Ban Nha trong bối cảnh nước này cũng như nhiều nước châu Âu khác đang phải đối mặt với bài toán thiếu hụt năng lượng do tác động từ cuộc xung đột ở Ukraine cũng như các lệnh trừng phạt nhằm vào xuất khẩu năng lượng của Nga, đối tác chính năng lượng chính của châu Âu. Thái Lan đã đón 3,12 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong 7 tháng đầu năm nay, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đã dỡ bỏ hầu hết những hạn chế về đi lại để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với con số này, Bangkok hoàn toàn có thể đạt và thậm chí vượt mục tiêu tăng trưởng du lịch đã đặt ra trước đó.
Giới chức Thái Lan cho biết với việc khách du lịch quốc tế tăng trở lại, số lượng khách du lịch nước ngoài tới Thái Lan dự kiến sẽ đạt 6 triệu lượt trong năm nay, tăng so với ước tính trước đó là 5,6 triệu lượt. Vào năm 2023, số lượng khách du lịch nước ngoài tới xứ sở Chùa Vàng được dự báo sẽ tăng lên 19 triệu lượt. Trước đó, Thủ tướng Thái Lan đã phê chuẩn mục tiêu đạt doanh thu khoảng 65 tỷ đô la Mỹ của Tổng cục Du lịch Thái Lan và các chiến lược cho năm 2023. Năm ngoái, lượng khách nước ngoài tới Thái Lan chỉ vỏn vẹn 400.000 lượt, quá thấp so với con số gần 40 triệu lượt năm 2019, trước khi bùng phát dịch COVID-19. Tổng cục Du lịch Thái Lan hy vọng doanh thu từ khách du lịch nước ngoài lẫn du khách nội địa đạt hơn 1.200 tỷ bạc đến gần 2.400 tỷ bạc trong năm sau, với lượng khách du lịch nước ngoài dự báo là từ 11 đến 30 triệu lượt và lượng chuyến du lịch nội địa là từ 117 đến 135 triệu chuyến. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới hôm nay. Và bây giờ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mai thay đổi, ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mai thay đổi, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 92%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 58 đến 94%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 53 đến 92%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông còn đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, độ ẩm từ 58 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông còn đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, độ ẩm từ 60 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Mơ Rao mây thay đổi, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 96%, gió nhẹ.